Thứ hai hàng tuần thì lớp mình có một tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thì từ tuần trước cô đã giao nhiệm vụ cho nhóm 1 chuẩn bị về một vở kịch nói về chủ đề ước mơ của em. Thì bây giờ cô mời các bạn nhóm 1 lên trình bày sản phẩm của mình. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà trải đẹp hoa hồng. Cuộc sống đầy những điều thú vị chờ ta khám phá. Nhưng trên con đường mỗi người đi thì đều có những khó khăn thử thách. Có nhiều kẻ bỏ cuộc, nhưng cũng có người biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và luôn hướng về phía trước. Vậy bây giờ, chúng ta xin mời các bạn cùng thưởng thức một vở kịch về một tấm gương sáng trẻ tuổi nha. Thánh cho một học sinh tiêu biểu của trường. Cậu luôn biết kiếm khe người dưới và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Mặc dù hoàn cảnh nghèo và cậu hoàn cảnh thiếu thốn, thì khó không các bạn từ lớp. Cho tao hỏi nha, cái bài này bố kể là làm sao hôm qua thầy chỉ là tất cả nhóm mơ sâu. Ước mơ lớn nhất của Khánh là trở thành một thầy giáo, góp sức mình cho sự nghiệp con người. Khánh còn chặt dữ quá ha. Nhà trường cùng thầy cô vô cùng tiếc một tài năng trẻ nên đã bàn bạc gửi cùng với nhau tặng Khánh một học bổng học sinh nghèo hiếu học để có thể giúp cho cậu học sinh nghèo để đến trường. Cùng lúc đó, một nhà hảo tâm đã nghe được câu chuyện của Khánh cảm động trước lòng hiếu học và cùng tình yêu thương gia đình đã quyết định tặng Khánh. Đây là một chiếc quà để giúp em thành công. Em cảm ơn ông. Đã mười mấy năm trôi qua, cậu bé Khánh ngày nào đã trở thành một thầy giáo. Khánh đã kiên trì tiếp tục ước mơ của mình và sau này cậu đã trở về môi trường xưa, đưa bao thế hệ đặt bé tương lai và thực hiện được ước mơ như mình ngày trước. Em chào thầy. Sau đó là kết thúc vở kịch của tụi mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý. Trên đây là vở kịch mà nhóm 1 đã chuẩn bị. Vậy thì nhóm bạn nào có thể là tóm tắt lại cái nội dung câu chuyện cho cô và các bạn cùng nghe lại đây nào. Khánh là một học sinh học rất là giỏi nhưng do gia cảnh gia đình nghèo khó nên bắt buộc Khánh phải làm việc nuôi em với mẹ, và mẹ đang bị ốm nên Khánh không có cơ hội để phát huy tài năng của mình. Nhưng nhờ một xíu học bổng của thầy cô cùng với nhà hảo tâm thì Khánh đã cuối cùng cũng cố gắng để thực hiện được ước mơ là một thầy giáo. Vậy rồi cho Đức Anh cho câu hỏi luôn là ước mơ của bạn là gì? Là làm một thầy giáo để dạy cho các bạn học sinh. Vậy bạn có thực hiện được ước mơ của mình không nhỉ? Rồi, cảm ơn con. Qua nội dung câu chuyện thì các con cũng thấy đó, từ một cậu bé nghèo nhưng mà vì hiếu học và có ước mơ trở thành thầy giáo, được sự giúp đỡ của mọi người thì sau này cậu bé cũng trở thành một thầy giáo và quay lại với trường xưa để dạy dỗ hơn nhiều học sinh khác có thể thực hiện ước mơ như của mình ngày xưa. Vậy thì bạn nào có thể cho cô biết được ước mơ là gì?
không coi là những gì mà mình mơ trong đầu mình muốn nó thành hiện thực. À đúng rồi, mơ sướng. À thì ước mơ chính là những điều tốt đẹp mà tụi con luôn muốn hướng tới, là cái khát khao và cái mong muốn của mình muốn trở thành hiện thực, đúng không? À, nhưng mà bản thân mỗi người thì ước mơ rất là khác nhau. Có những người ước mơ có thể ước mơ rất là vĩ đại lớn lao, ví dụ như là trở thành tỷ phú. Tụi con muốn mình trở thành tỷ phú không? Không, 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 ước mơ của con là mai mốt trở thành một nhà khoa học. À, thế bây giờ con làm gì để con có thể thực hiện được ước mơ đấy nhở? Dạ, nên con làm không có con đường nào dẫn đến thành công không thông qua việc học hành. Vì vậy con sẽ học hành thật xuất sắc, thật tốt, kiếm một bổng đi du học ra nước ngoài và sau đó học hết những công nghệ và những công nghệ tiên tiến của người ta để sau đó về nước mình và áp dụng nó giúp cho nước mình phát triển hơn. Rồi, cảm ơn thầy. Vậy ước mơ của thầy nào? Đúng rồi, ước mơ của con lớn lao. À, ước mơ của con là muốn làm tổng thống. Tổng thống Việt Nam luôn hả con? Dạ, chủ tịch luôn. À, chủ tịch nước luôn. Thế bây giờ con làm gì để con thực hiện ước mơ đấy? Con người ta có câu trên đường thành công không có dấu chân để lười biếng. Chúng ta phải chăm chỉ học hành hướng đến thành công chứ không lười biếng. Cảm ơn các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, bạn nào cũng có ước mơ hết á, chỉ có Minh Anh là chưa có ước mơ thôi. Vậy thì nếu một người mà không có ước mơ thì cuộc sống nó sẽ như thế nào? Đúng rồi, nó rất là nhàm chán bởi vì mình không có cái mục đích nào để theo đuổi. Nó sẽ tạo cho mình không có cái động lực gì để mà phấn đấu, đúng không? Cho nên là trong bản thân một các bạn á, nên xây dựng cho mình một ước mơ. Dù là nó có trở thành hiện thực hay là nó thất bại thì mình hãy cứ tự tin mà mơ ước. Không, đừng vì sợ nó thất bại mà mình không dám mơ ước đến nó, đúng không? Và như các bạn cũng chia sẻ á, thì để thực hiện được ước mơ của mình thì không thể nào lười biếng, không thể nào mà ỷ lại. Mình phải, cái nền tảng chính từ bây giờ để thực hiện ước mơ chính là gì? Học tập. À, không được lười biếng, học tập và tự tin để thực hiện ước mơ của mình. Vậy cô mong là trong lớp mình mỗi bạn sẽ xây dựng cho mình một cái ước mơ thật là đẹp, dù nó nhỏ hay nó lớn. Mà cái nền tảng chính đầu tiên đó là các con học tập thật tốt để thực hiện ước mơ đó của mình, đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn.